thầy. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu và quan khách, kính thưa quý đồng đạo trong đại gia đình Minh Triết trên toàn thế giới, hôm nay là ngày lễ dỗ của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, năm thứ 701 năm. Tôi tên là Phật Tuệ, hiện ở tại Na Uy. Xin đọc lên một bài thơ để cúng dường ngài. 700 năm trước có vua Trần cúi đầu đảnh lễ đấng siêu nhân, dẹp mông nguyên tặc đền nợ nước, anh minh yêu nước cứu dân lành, ngôi cao chính bệ lòng ngao ngán, cung vàng điện ngọc viết rời xa, vượt suối băng ngàn tìm cửa Phật, dân tử non cao nhập niết bàn, sách sử còn ghi gương sáng chói, muôn đời đất Việt rạng danh thơm. Và sau đây tôi xin đọc một bài thơ sống theo truyền giáo Minh Triết. Trí tuệ thầy tôi rất tuyệt vời, tùy duyên thầy độ khắp nơi nơi, học theo Minh Triết đời hết khổ, hạnh phúc an vui khắp mọi nhà. Minh Triết chữ dung nhớ chữ hòa, xét người cho kỹ xét thân ta, nếu người đại lượng vui lòng thứ, ta thứ cho người người thứ ta. Minh Triết yêu thương như một nhà, tình thương bình đẳng khắp gần xa. Dù qua Minh Triết hương thơm tỏa, tâm từ bi bao khắp thế gian, gương trí tuệ soi cùng nhân loại, cứu người mê thoát khỏi vô minh. Học Minh Triết thọ ơn nên nhớ, giúp cho người trở dội khoe khoang, việc thảo ngay ta đáng nên làm, không gian Minh Triết lắm xa thói đời. Công đức ấy hoàng thai mang hạn, biết kiếp nào con trả mới xong. Con nguyện tác giả ghi lòng, ngày sau truyền đạo đền ơn chí thành. Tôi xin cảm ơn tất cả quý đại biểu và quý đồng đạo đã lắng nghe, và thành thật chúc quý vị luôn luôn hạnh phúc.